Đỗ Văn Hiền xin chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ. Và hiện nay là buổi chiều ngày 17 tháng 11 năm 2016. Chúng tôi đang quay chiếc kệ TV gỗ mun với kích thước là 1m8 theo yêu cầu của bác Công Trung với số điện thoại 090 và đuôi là 3 con 9. Thì cái clip này là đang quay tại tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền với cái biển hiệu Đồ Gỗ Đức Hiền Thiên Niên Văn Đại ở phía trên kia. Và với số điện thoại của chúng tôi là 0984666999. Chiếc kệ TV này thì đợt trước tôi đã quay 3 chiếc lên và 3 chiếc đó thì hiện nay đã đều bán hết. Một chiếc thì chuyển về Hải Dương, một chiếc là của chị Hương ở 52 Bồ Đề, và một chiếc nữa là một chiếc nữa là gửi cho bác Ninh ở trong miền Nam. Thì 3 chiếc đó thì hôm đó chúng tôi đã quay lên và cùng đợt đó là còn chúng tôi làm 5 chiếc. Thì hiện nay trong kho là đang còn một chiếc này và một chiếc nữa. Thì vân vằn rất là đẹp luôn. Vì cái gỗ mun của chúng tôi là hoàn toàn đánh trần, nguyên chất nguyên vân gỗ. Hôm trước tôi quay ngoài sân thì nó sáng hơn, cho nên là quý vị nhìn thấy vân nó được rõ hơn. Thực ra thì cái này với cả những cái kia tôi cũng cùng làm một đợt và vân đều rất là ghê. Và các hoa văn thì vẫn giống nhau như đúc. Và ở dưới là có 5 cái ngăn kéo. 5 ngăn kéo này sau này chúng tôi sẽ bắt cái tay co bằng đồng vào đây. Như vậy là cái kệ TV là ở cao 60, dài 1m8. Và chiều sâu tôi nhớ là 45, để tôi đo lại cho cẩn thận. Tôi vừa đo lại và đúng là chiều sâu là 45 cm. Và clip này cũng gọi là để báo lại quý vị thôi. Tôi xin tạm dừng ở đây. Tôi lại đang tiếp tục có đi số điện thoại. Đang có điện thoại. Alo. Vâng, ai đấy ạ?